Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Tập 96. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 177. Phật thuyết giả, thuyết giả ngụ nhân cụ. Trong đoạn trước đã giới thiệu sơ lược những ý nghĩa sâu xa được bao hàm trong chữ thuyết. Đoạn này nói về những bộ kinh Phật có tựa đề được bắt đầu bằng hai chữ Phật thuyết. Cũng có nhiều kinh điển hoàn toàn không có hai chữ này. Chẳng hạn như trong các tựa đề Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đều không có chữ Phật thuyết. Vì sao kinh điển ghi tựa đề là Phật thuyết, có kinh điển chẳng ghi Phật thuyết? Thật ra đều là kinh do Đức Phật nói, vì sao có sai biệt như vậy? Có thói quen như sau: hễ là kinh vô dẫn tự thuyết, như kinh Di Đà này, tên kinh phải bắt đầu bằng Phật thuyết. Một loại khác là trong phần chánh tông, câu đầu tiên do Đức Phật nói, thì tựa đề kinh cũng bắt đầu bằng Phật thuyết. Do phân định kinh này chẳng phải do năm loại người nói ra. Trong năm loại người này có cả Phật trong ấy. Bởi lẽ kinh điển không nhất định đều do Đức Phật nói, mà năm loại người đều có thể giảng kinh. Ngũ nhân giả: nhất Phật, nhị Bồ Tát, tam thiên nhân, tứ tiền, ngũ hóa nhân, thử ngũ giai năng thuyết kinh. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Bồ Tát, thứ ba là thiên nhân, thứ tư là tiên nhân, thứ năm là biển hóa nhân. Năm loại này đều có thể nói kinh, trừ Phật ra, bốn loại kia đều phải được Phật ấn chứng thì mới có thể gọi là kinh. Nếu chưa được Phật ấn chứng, chẳng thể là kinh. Quý vị phải ghi nhớ điều này. Kim hiển thử kinh, thị chí thánh lập nguồn. Kinh Di Đà từ đầu đến cuối do một mình Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tuy Đức Phật gọi Xá Lợi Phất để nói, nhưng trong kinh này Ngài Xá Lợi Phất chẳng nói lời nào, chỉ có nghe mà thôi, chẳng nêu ra câu hỏi nào.
từ đầu đến cuối do một mình Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Có thể nói là chẳng có kinh nào khác thuần hơn kinh này. Kim khẩu thần xuất, bất đồng Bồ Tát tại nhân, thiên thuộc phàm loại. Bồ Tát tu nhân chưa viên mãn, Bồ Tát chưa thành Phật, chư thiên vẫn là phàm phu y như cũ, chẳng phải là thánh nhân. Tiên tạp ngoại đạo, quá nhân phi chân giả, họ biến hóa chẳng phải là người thật sự. Như thiên tự chiếu, bất đồng bách quan tệ tướng, chư dương đẳng ngữ giả. Đây là dùng một tỷ dụ, lời Phật nói giống như chiếu thư của hoàng đế, chúng ta thường gọi là thánh chỉ, hơn hẳn mệnh lệnh của tệ tướng. Trăm quan vượt trội quá nhiều. Đây là kiến thức thông thường. Chúng ta biết có năm loại người nói kinh: A Di Đà giả, thị tiêu hiển bỉ Phật. Tiêu là tiêu minh, bỉ là giáo chủ Tây Phương Cực Lạc thế giới, là vị Phật trong thế giới kia. Phạm ngữ A, thử dân vô. A là âm tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô. Phạm ngữ Di Đà, thử dân lượng. Thử là Trung Quốc. Di Đà dịch sang tiếng Hán có nghĩa là lượng. A Di Đà nghĩa là vô lượng. Ngôn Phật công đức bất khả cùng tận, cố dân vô lượng. Vô lượng hàm nghĩa rộng bao la, chẳng thể nói trọn. Tiếp đó là chữ Phật. Phật là giác, A Di Đà Phật là vô lượng giác. Thân tâm thế giới, vạn sự vạn pháp, vô lượng vô biên. Phật không có gì chẳng giác, thứ gì cũng đều giác, giác mà chẳng nghe. Lúc ấy mới gọi là A Di Đà Phật. Những ý nghĩa được bao hàm trong danh hiệu này rất nhiều, nên bảo là bất khả cùng tận. Như kinh Thọ Mạng Quang Minh: thị vô lượng trung cô cự nhị sự, nhiếp dư công đức giả. Trong kinh Di Đà, Đức Phật nói về vô lượng, đã nêu đại lược hai thứ là vô lượng thọ và vô lượng quang. Trên thực tế, thọ tượng trưng thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quang tượng trưng không gian quang minh chiếu khắp, mang ý nghĩa này. Nói theo cách bây giờ là thời không. Những thứ được bao hàm trong thời không đúng là vô lượng vô biên, mang ý nghĩa này. Đức Phật chẳng nói thời không mà nói quang thọ. Ý nghĩa này càng thân thiết, sống động hơn. Vì sao? Nói thời không thì thời gian và không gian là thứ chết cứng. Nói quang thọ thì quang thọ là sống động. Ý nghĩa này hết sức sâu màu. Quang và thọ vô lượng vô biên, chẳng thể cùng tận, hết thể công đức đều được bao gồm. Vô lượng giả hữu nhị nghĩa, nhất giả chúng đa vô hữu số lượng, quá nhiều. Chúng đa vô hữu số lượng, đây là nói theo phương diện sự vật. Giống như sâm la dạng tượng trong vũ trụ, những vật hữu hình có số lượng quá nhiều, không thể đếm được, nên gọi là vô lượng. Nhị giả quảng đại vô hữu hạn lượng, giống như hư không, hư không quảng lượng, ai có thể biết được bờ mé của nó? Chẳng ai có thể biết. Chúng ta gọi nó là vô lượng, đấy là nói theo phía hư không. Phục hữu nhị nghĩa, trong kinh Phật còn có hai ý nghĩa nữa, tức là nói theo cách khác. Nhất giả thập đại số trung chi vô lượng. Vô lượng là tên gọi của một con số, chẳng phải thực sự là vô lượng. Đơn vị tính toán của Trung Quốc chỉ có 20 mấy thứ. Thông thường chúng ta nói 1, 10, 100, 1000 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, ức, triệu. Những con số của Ấn Độ
tính từ một, mười, trăm ngàn. Tổng cộng có hơn 50 đơn vị. Những con số càng lên cao, đúng là con số thiên văn. Thập đại số là 10 con số lớn cuối cùng trong cách tính ấy. 10 con số lớn cuối cùng, thứ nhất là A Tăng Kỳ, thứ hai là vô lượng, thứ ba là vô biên. Do vậy, vô lượng và vô biên danh xưng của những con số. Bao nhiêu A Tăng Kỳ là một vô lượng? A Tăng Kỳ lần A Tăng Kỳ là một vô lượng. Vô lượng lần vô lượng là một vô biên. Tính toán như vậy, con số A Tăng Kỳ hết sức to. Nếu quý vị muốn biết chuyện này, trong Kinh Hoa Nghiêm có chương Căn Tự Tại Đồng Tử, đã giảng những tên gọi con số này rất nhiều. Trong quá khứ, chúng ta đọc chương này chỉ có thể đọc theo văn tự, chứ không có biện pháp tính toán. Con số y quá lớn, dẫu lớn đến mấy thì vô lượng vẫn là có hạn lượng. Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật thỏa mãn là vô lượng. Chúng ta phải hỏi, rốt cuộc là vô lượng nào? Có phải là vô lượng trong 10 con số lớn hay chăng? Chuyện này chúng ta chẳng cần phải chia chẻ tận căn từ kẻ tóc. Dù là vô lượng trong 10 con số lớn vẫn đủ dùng. Vì sao? Chẳng phải là nói để thành Phật phải mất 3 A Tăng Kỳ kiếp đó sao? Như vậy thì thọ mạng của quý vị là vô lượng, tức là A Tăng Kỳ kiếp lần A Tăng Kỳ kiếp, 3 A Tăng Kỳ kiếp thấm vào đâu? Nói cách khác, giảng sanh tới Tây Phương Cực Lạc thế giới quyết định thành Phật. Không một ai chẳng thành Phật, thời gian ấy đủ dùng rồi. Huống chi trong Tây Phương Cực Lạc thế giới lại chẳng thối chuyển, chỉ có tiến lên, từ đây về sau chẳng thối chuyển nữa. Nói cách khác, mọi người tới đó tu hành, quý vị dụng công sẽ thành Phật nhanh hơn một chút, quý vị chẳng siêng năng dụng công thành Phật chậm hơn một chút, chỉ có tốc độ khác nhau, quyết định chẳng thối chuyển. Cho dù là vô lượng có hạn lượng, đối với chúng ta cũng đủ rồi. Nhưng sau khi thành Phật, thọ mạng thật sự là vô lượng, chẳng phải là con số vô lượng. Do vậy, chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng của chúng ta là vô lượng có hạn lượng. Cho đến khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, thọ mạng sẽ thật sự là vô lượng, chẳng phải là vô lượng có hạn lượng. Niệm Phật, chúng ta nhất định phải sốt sắng. Đại chuyên giảng tòa trong dịp nghỉ mùa đông năm nay, chúng tôi muốn giảng Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Nên hôm nay tôi mở Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh ra xem. Tôi còn giữ một quyển do Pháp Sư Đế Ngàn viết lần đầu vào thời ấy, là bản được khâu gãy bằng chỉ. Chúng tôi đọc lời tựa bản ấy. Pháp Sư Đế Ngàn là một đại Pháp Sư lỗi lạc thời cận đại, là người bậc nhất sống vào cuối đời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Chẳng một Pháp Sư nào có thể sánh bằng Ngài. Ngài là tổ sư của Tôn Thiên Thai thời cận đại. Trong lời tựa Ngài đã viết: chính mình là kẻ hạ hạ căn, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Theo lời tựa ý, cả đời Ngài chẳng có ngày nào không niệm Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Nhưng Ngài tu hành bằng phương pháp tri danh niệm Phật, và cũng là một vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong thời cận đại. Do vậy, đối với những vị đại đức giống như Ngài, chúng ta thấy Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư viết Yếu Giải nhằm chú giải Kinh Di Đà, được Ấn Quang Đại Sư tán thán đến tột bậc. Dù cổ Phật tái lai chú giải Kinh Di Đà cũng chẳng có cách nào hay hơn được. Quý vị xem lời tán thán ấy còn gì để nói nữa. Nhưng chính Ngẫu Ích Đại Sư tự nói về mình như thế nào? Hạ hạ phẩm giảng sanh, Ngài viết thư cho bạn bè. Trong Ngẫu Ích Đại Sư toàn tập có lá thư ý, hạ hạ phẩm giảng sanh là kết cục đã định của đệ. Ngài đoan quyết chính mình quyết định giảng sanh, nhưng phẩm vị là hạ hạ phẩm. Sau khi đọc lời ý, chúng ta phải khéo ngẫm lại mình. Chúng ta sanh trong đời loạn này, đúng vậy. Đọc những tác phẩm của cổ đại đức, nhận thấy quả thật chúng ta nghiệp chướng sâu nặng. Chẳng tu pháp môn này sẽ chẳng có cách nào cứu cả. Lời này do Pháp Sư Đế Nhàn đã nói. Chẳng tu pháp môn này chẳng có cách nào cứu cả.
Chúng tôi nói tới chỗ này, quả thật lời ấy đã khiến chúng ta rất phấn chấn. Sanh về nơi ấy là quyết định thành tựu. Sau khi thành tựu sẽ thực sự là vô lượng. Nhĩ giả, cánh vô cùng tận chi vô lượng. Thật sự vô lượng chẳng có cùng tận. Cô cử nhị sự, giả, dĩ vô lượng bất chỉ thọ mạng quang minh giả, tường như hậu văn trung biện. Đến phần kinh văn ở phía sau sẽ giảng rất tỉ mỉ. Kim giả, phạm ngữ tu đà la, thử dân khế kinh. Tiếng Phạn của Ấn Độ gọi kinh là Tu Đa La, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Khế Kinh. Hữu thông biệt nhị nghĩa, khế phục nhị nghĩa, kinh phục đa nghĩa, kinh tuy đa nghĩa, bất xuất, quán nhiếp thường pháp, tứ nghĩa. Thông là chung với những thứ khác, đều gọi là kinh. Như chúng ta thường niệm kinh Địa Tạng, đó là kinh. Kinh Kim Cang cũng là kinh, kinh Pháp Hoa cũng là kinh, đều gọi là kinh. Chữ kinh này là thông đề, phàm những lời giảng dạy do Đức Phật đã nói, hoặc do Bồ Tát, các vị tiên nhân đã nói, được Phật ẩn chứng, đều có thể gọi là kinh. Vì thế kinh là thông đề. Thông biệt giả, Phật sợ thuyết giáo, tổng danh Tu Đà La, thị chi dị thông. Thị chi dị thông, đây là gọi chung. Tích chi tắc kinh danh Tu Đà La, luật danh Tỳ Nà Gia, luận danh A Tỳ Đàm, thị chi dị biệt. Ba thứ này đều do Đức Phật nói. Thuở ấy Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, chẳng hề chia thành lớp để dạy học, đều là do các đệ tử xuất gia hay tại gia có nghi vấn hướng về Đức Phật thỉnh giáo. Một hỏi một đáp như vậy, về sau kế tập lại ghi chép xuống, bèn gọi là kinh. Mỗi lần Đức Phật giảng, bất luận nội dung cạn sâu ngắn dài, nói chung cả ba ý nghĩa ấy đều có. Kinh quá nữa giảng về định, nói cách khác dạy quý vị tu tâm thanh tịnh, loại này được kết tập lại bèn gọi là kinh. Vậy chúng ta đãi người tiếp vật, dân dự khuôn phép, đặt chính mình vào khuôn khổ như thế nào, loại này thuộc về giới luật. Làm thế nào để có thể khơi gợi phát khởi trí huệ của chính mình, loại này thuộc về luận. Về sau chúng ta quy nạp chúng trở thành tam tạng kinh điển, tức là kinh luật luận. Tu Đa La là kinh tạng, Tỳ Nại Gia là luật tạng, A Tỳ Đàm là luận tạng. Mỗi lần Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, trong nội dung đều có ba phương diện này. Về sau phân loại kinh điển, bèn xét xem trong bộ kinh này phần nào trong ba thứ ấy được giảng nhiều nhất, dựa trên phân lượng nhiều nhất để quy nạp phân loại. Chẳng hạn như đối với bộ kinh này, hoàn toàn dạy chúng ta nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo, chẳng hề nói tới luật, cho nên vô cùng thuận. Kinh Lăng Nghiêm nửa sau quyển thứ sáu là tứ chủng thanh tịnh minh hối, dạng giới luật, dạng căn bản giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật và các vị Bồ Tát thảo luận nên có luận. Trong 10 quyển kinh văn, hầu như 7 quyển giảng về Samatha, Tam Ma và Thiền Ma, giảng về định nhiều nhất. Nên Lăng Nghiêm được quy về kinh tạng. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có luận, cũng có chỗ thảo luận, mà cũng có chỗ nói về giới luật, như phẩm tịnh hạnh và phẩm phạn hạnh. Đó là giới luật, nhưng chiếm phần lớn vẫn là giảng định, nên vẫn y như cũ. Quy nạp vào kinh tạng, trong giới kinh cũng có giảng định, cũng có giảng huệ, nhưng giảng giới khá nhiều, bèn quy nạp vào luật tạng. Những điều này đều là Phật học thường thức. Khế phục nhị nghĩa giả,
nhất dạ khế lý, tắc hợp đạo chi ngôn, nhị dạ khế cơ, tắc đậu căn chi giáo. Khế chứa đựng hai ý nghĩa, hai ý nghĩa ấy chẳng thể thiếu. Thường nói là thượng khế chư Phật sợ chứng chi lý, hạ khế chúng sanh khả độ chi cơ. Nói đơn giản, Đức Phật nói sâu hay cạn, nói dài hay ngắn, nhất định chẳng thể trái nghịch chân lý. Đó là khế lý. Chân lý là thực tướng của các pháp, là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Do khế lý nên lời nói chân thật, chẳng dối gạt người khác, nhất định phải đúng lý. Hết thảy chư Phật chứng cùng một lý, cho nên chân lý chỉ có một. Sở chứng của hết thảy chư Phật nhất định phải tương ứng, khế hợp điều này. Đồng thời nhất định phải thích hợp căn tánh, tức là trình độ của chúng sanh trong hiện đại, thì họ có thể tiếp nhận. Nếu họ chẳng thể tiếp nhận, chẳng phải là quý vị đã uổng công nói hay sao? Do vậy nhất định phải khế cơ. Nhưng chưa gì phải nhớ, nay chúng ta chẳng gặp Phật. Nếu quý vị gặp Phật, nhất định Phật sẽ chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm cho quý vị, mà cũng chẳng giảng kinh Pháp Hoa. Đại trí độ luận, đại thừa khởi tín luận, vì sao? Chẳng khế cơ. Giảng những thứ kinh luận ấy cho quý vị sẽ vô ích, quý vị làm không được. Hiện thời nếu quý vị gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, đại khai ngay cả kinh Di Đà, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng nói với quý vị, mà chỉ nói một câu: hãy thật thà trở về nhà niệm A Di Đà Phật, như thế là được, quý vị có thể thành công. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Trong thời kỳ mạt pháp hiện thời, chúng ta là kẻ nghiệp chướng sâu nặng, ngoài một câu A Di Đà Phật ra chẳng có cách nào cứu được. Nhưng một câu A Di Đà Phật này trên khế hợp với lý được chứng bởi chư Phật, dưới khế hợp căn cơ của chúng sanh đáng độ, quyết định có thể thành tựu. Ngày hôm qua có bốn vị cư sĩ từ Cao Hùng tới. Đại khai họ đã nghe bằng thâu âm rất lâu, đến đây tìm tôi. Tôi kể với họ chuyện bà cụ ở làng Tướng Quân 10 năm trước. Niệm Phật 3 năm, bèn đứng giảng sanh. Mấy người họ hiểu được. Vì thế, một câu Phật hiệu hãy khéo niệm, thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta nghe băng thâu âm lời khai thị lão pháp sư Đàm Hư trong Phật Thực. Ngài có nói về một vị pháp sư đồ đệ của ngài Đế Nhàn, coi như đồng học của pháp sư Đàm Hư, cũng niệm Phật 3 năm, đứng giảng sanh, biết trước lúc mất, chẳng bị bệnh khổ. Đây là gương tốt cho chúng ta. Do vậy một câu Phật hiệu thật sự khế cơ khế lý, kim lược khế tự, đảng danh vía kinh giả, tỉnh giang giả. Người Trung Quốc có thói quen thích đơn giản, không thích rườm rà, chẳng thích rắc rối. Vì thế tỉnh lược chữ khế chỉ gọi là kim. Kim phục đa nghĩa giả, trong một chữ kim hàm chứa nhiều nghĩa. Hoa Nghiêm sớ dẫn tạp tâm ngũ nghĩa. Trong Hoa Nghiêm kinh sự, Thanh Lương đại sư giảng chữ kim này có tất cả 10 ý nghĩa, có 10 cách giải thích. Trong Tạp Tâm luận giảng chữ kim có 5 ý nghĩa. Vị nhất xuất sanh, xuất sanh là sanh khởi, dùng ý nghĩa này để giảng. Nhị hiển thị, hiển là rõ ràng, thị phô bày. Nói cách khác, Như Lai giảng hết thầy pháp tướng, nói rõ ràng rành rẽ, giống như trong phòng triển lãm bày cho chúng ta thấy các món đồ mang ý nghĩa này. Tam dũng tuyền, ý nghĩa này khá dễ hiểu, giống như nước suối phun lên. Dùng ý nghĩa này để diễn tả những ý nghĩa được bao hàm trong kinh chẳng có cùng tận. Chẳng hạn như bộ kinh này quả thật chẳng giống sách vở thế gian. Quý vị đọc sách vở thế gian một lần đã hiểu ý nghĩa, quý vị đọc lần thứ hai vẫn thấy ý nghĩa ấy, đọc lần thứ ba vẫn là ý nghĩa đó. Do vậy đọc đôi ba lượt chẳng muốn đọc nữa. Vì sao? Chẳng có ý nghĩa mới mẻ nào nữa. Đó là gì? Nước tụ động. Kinh Phật khác hẳn. Kinh Phật quý vị đọc mỗi lần đều có ý nghĩa mới mẻ của mỗi lần, đọc lần sau lại có ý nghĩa mới, ý nghĩa vĩnh viễn chẳng cùng tận. Sự phát tâm học một bộ kinh, trong tương lai học tới khi thành Phật,
vẫn có thể học một bộ kinh ấy, ý nghĩa vẫn chẳng cùng tận. Do vậy, trong kinh chứa đựng vô lượng nghĩa. Các đồng tu sơ học, có những người thấy kinh văn quá sâu, đọc không hiểu, chẳng muốn đọc nữa, trật rồi. Đọc không hiểu bèn chẳng muốn niệm, giống như nước suối ngầm ở dưới đất, chẳng được đào bới. Quý vị bỏ chút công phu đào ra, sau khi đã thấy nước, nguồn nước diễn diễn chẳng khô cạn, lấy mãi chẳng hết, dùng mãi chẳng hết. Kinh là như vậy, vì thế cổ nhân nói, đọc thư thiền biển kỳ nghĩa tự biến. Hiện tại học thứ này thứ nọ, khó lắm. Không giống như thời cổ, thời cổ thật sự có thiền trì thức, hiện tại không có. Vì thế chúng ta hiện thời chẳng có phước báo lớn như cổ nhân. Hiện tại không có thiện tri thức chân chánh, không có thiện tri thức chúng ta học với ai? Chúng ta chỉ còn cách học với cổ nhân, chắc chắn sẽ không đi sai đường, chắc chắn sẽ không lạc vào tà đạo. Nói cách khác, học với cổ nhân nhất định đáng tin cậy. Nay chúng ta mở sớ sao ra, học với Liên Trì Đại Sư. Đọc sớ sao là nghe Liên Trì Đại Sư khai thị cho chúng ta. Ngài khai thị chúng ta nghe không hiểu, nghe không hiểu chẳng sao cả. Lại nghe lần thứ hai nghe vẫn không hiểu, lại nghe lần thứ ba. Chỉ cần quý vị không ngừng tiếp tục xem mãi như vậy, nghiêm túc đọc bộ sớ sao này từ đầu đến cuối, chẳng cần nhiều, mỗi ngày đọc một giờ, đọc ba năm hay năm năm, quý vị chắc chắn khai ngộ. Quý vị không chịu làm thì chẳng có cách nào hết. Ta dùng thời gian ba năm để đọc Đại Tạng Kinh. Làm như vậy chắc chắn quý vị chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Xem phần trước chẳng biết phần sau, xem phần sau quên sạch phần trước, làm sao quý vị có thể khai ngộ được? Không thể nào có chuyện ấy được. Đây đúng là như Ngài Thanh Lương đã nói, chẳng tăng trưởng vô minh bèn tăng trưởng tà kiến. Điều này hết sức đáng sợ. Chúng ta muốn học đạo, rốt cuộc đến cuối cùng đạt được hậu quả trái ngược. Chúng ta đi ngược đường, sai lầm quá đội to lớn. Do vậy tôi mong mỏi các vị đồng tu, chúng ta đã phát đạo tâm, mong thật sự thành tựu, hãy dùng theo cách của cổ nhân, dồn công sức nơi một bộ kinh thì mới có thể thành tựu. Kinh có ý nghĩa vĩnh viễn chẳng cùng tận, đó là ý nghĩa của chữ dũng tuyền. Tứ thằng mặt, thằng mặt xưa kia nếu thợ mộc cưa gỗ sẽ dùng mặt đẩu để kéo căng sợi dây, kéo thẳng sợi dây đã nhúng mực, rồi nắm sợi dây búng nhà để in một đường nhằm đánh dấu chỗ sẽ cưa trên gỗ. Đây là thằng mặt đã vạch một đường thẳng, cưa theo đó, cứ chiếu theo đường thẳng ấy mà cưa. Hiện thời khoa học kỹ thuật tiến bộ, không cần đến thứ này. Thằng mặt có thể vạch một đường thẳng, nên cứ cưa theo đó sẽ chẳng bị cong quẹo. Dùng ý nghĩa này nhằm nói kinh Phật là tiêu chuẩn để phân biệt tà chánh. Lý luận, phương pháp và cảnh giới trong kinh đều là chính xác, chẳng tà vậy. Cho nên kinh có ý nghĩa thằng mặt. Chúng ta tu hành phải có tiêu chuẩn. Lấy gì làm tiêu chuẩn? Lấy kinh điển làm tiêu chuẩn. Giống như thợ mộc, ta phải cưa theo đường thẳng. Đường thẳng ấy dùng gì để làm chuẩn? Dùng dây mực để dạch tiêu chuẩn. Dùng ý nghĩa này, ngũ kết mang, mang là dòng hoa, dùng nhiều hoa sâu lại thành dòng khoác trên cổ. Người Ấn Độ rất thích trang sức theo kiểu này. Đức Phật cũng thường dùng chuyện này làm tỷ dụ, tràng hoa do các thứ hoa sâu kết lại. Dùng ý nghĩa này, giữ cho hoa chẳng đến nỗi rời mất. Kinh Phật có thể liên kết các pháp. Dùng ý nghĩa này, Phật Địa Luận giải thích chữ kinh bằng hai ý nghĩa, quán và nhiếp. Chữ quán xuyên giống với ý nghĩa kết mang trong phần trên. Nhiếp trì, các tác phẩm văn chương thế gian không có sức lôi cuốn nắm giữ tâm hồn con người. Văn chương thế gian hay nhất. Quý vị đọc một lần xong, hãy còn muốn xem. Xem hai lượt vẫn còn muốn xem. Giống như nam châm có thể thu hút quý vị. Tuy nó có thể thu hút, nhưng sức mạnh hữu hạn. Vì sao?
quý vị xem liên tục 20 lượt, 30 lượt, chẳng muốn đọc nữa, có thể thấy sức mạnh của nó cũng không mạnh mẽ lắm. Văn chương chẳng hay, đương nhiên đọc một lần còn chưa được, đọc mấy dòng đầu đã chẳng muốn xem tiếp. Văn chương hay có thể đọc từ đầu tới cuối rất tán thưởng, còn có thể đọc lần thứ hai, lần thứ ba, đọc thêm vài lần sẽ chẳng muốn coi nữa. Nhưng kinh Phật khác hẳn, quý vị càng đọc càng ưa thích, sau khi xem đúng là chẳng thể buông xuống. Thật đúng như người ta thường nói, quý vị đắc cá trung tam mùi. Thường nếm được ý vị ấy, ý nghĩa ào ạt xuất hiện, thật sự được thụ dụng. Kinh có sức ảnh hưởng ấy, khiến quý vị đọc suốt cả đời cả kiếp vẫn chẳng chán. Dẫu là một bộ kinh, nhưng quý vị thật sự thâm nhập, nó sẽ có sức mạnh ấy. Quý vị có thể cả ngày không ăn cơm, có thể suốt ngày chẳng ngủ, nhưng một ngày chẳng thể không đọc kinh. Sức mạnh ấy được gọi là nhiếp trì. Kinh Phật có sức mạnh ấy. Thử phương tứ nghĩa. Thử phương là Trung Quốc. Đối với kinh điển của cổ nhân cũng có bốn ý nghĩa. Giống như chúng ta tôn xưng sách vở do cổ thánh tiên hiền lưu lại là kinh. Nho gia Trung Quốc có 13 kinh. Sách Trang Tử của Đạo gia được tôn xưng là Nam Hoa Kinh. Sách của Lão Tự được tôn xưng là Đạo Đức Kinh. Những kinh ấy đều có bốn ý nghĩa. Vị nhất thường nhị pháp tam kính tứ điển, cố dân đa nghĩa, bất xuất tứ nghĩa giả, chỉ quán nhất thường pháp thứ tự giả. Thứ nhất là thường siêu việt thời gian và không gian. Bộ Luận Ngữ của Khổng Lão Phu Tử được chúng ta gọi là kinh, do Ngài đã nói từ hơn 2.500 năm trước. Nay chúng ta mở ra đọc vẫn sử dụng được. Đó là vượt thời gian, vượt không gian. Người Trung Quốc đọc sách ấy thích hợp, vẫn có thể sử dụng được. Người Nhật đọc Luận Ngữ cũng có thể sử dụng được. Hiện thời người Nhật có nhiều ưu điểm hơn người Hoa. Nay người Hoa coi sách ấy như đồ bỏ, nhưng người Nhật vẫn dùng. Do vậy tuy Nhật Bản bại trận trong đệ nhị thế chiến, hiện nay họ là nước bậc nhất trên thế giới. Quý vị muốn tìm nguyên nhân ư? Họ chọn lựa giữ lấy tinh thần Nho gia, tận lực phát triển khoa học kỹ thuật phương Tây. Cho nên hiện thời trên thế giới không ai có thể sánh bằng họ. Đạo lý ở chỗ này, cơ sở và cội nguồn văn hóa của người Nhật đều là những thứ của Trung Quốc. Họ học từ Trung Quốc. Dân tộc họ có tính chất bảo tồn truyền thống rất mạnh. Đó là ưu điểm lớn nhất của họ. Họ học từ Trung Quốc mãi cho đến ngày nay vẫn còn duy trì được. Người Nhật mặc hòa phục, đây là trang phục của người Hoa thời cổ. Người Nhật chế ra y phục từ đâu? Lấy cách thức từ Trung Hoa, chiếu theo kiểu đó mà may cắt. Hoa phục còn gọi là Ngô phục, học ở đâu ra? Từ nước Ngô thời Xuân Thu, tức tỉnh Giang Tô hiện tại. Họ sống trong nhà lót nền bằng chiếu tatami, là cách thức kiến trúc của Trung Quốc vào thời Xuân Thu. Sau khi học được, mãi cho đến hiện tại, chẳng biến đổi, vẫn giữ như thế. Nay chúng ta đọc cổ thư, nhất là đọc lệ ký. Đúng là đọc sách mà chẳng biết sách nói gì. Nhưng đến thăm Nhật Bản, thấy giống hệt như trong lệ ký đã nói. Chẳng hạn như trong lệ ký nói, nếu quý vị bước vào cổng nhà người ta, thấy ở cửa đặt hai đôi giày, chớ nên tùy tiện bước vào. Nay chúng ta bước vào cửa, trong phòng khách đâu có đặt hai đôi giày. Mới hiểu bên Nhật, nên nhà lót bằng thảm tatami, đi trên tatami thì phải đặt giày bên ngoài. Có lẽ hai người họ đang bàn chuyện gì cờ mật. Quý vị bước vào sẽ khiến người ta rất ngượng ngùng, đó là thất lễ. Sách lệ kỳ nói khách quy định trung tịch để ngồi. Này chúng ta chẳng hiểu trung tịch là gì. Chúng ta đều ngồi trên ghế, hóa ra trên thảm tatami có đặt cái nệm để ngồi. Đối với khách quý, nhằm đặc biệt tiếp đãi, xếp hai cái nệm chồng lên nhau. Hai cái nệm thể hiện sự tôn kính nhất. Vì thế đến chỗ người ta, vừa nhìn liền biết cách sống của họ hoàn toàn tuân theo lệ kỳ. Người Nhật bắt đầu học những thứ của Trung Quốc từ thời Xuân Thu. Mỗi triều đại đều cử du học sinh sang Trung Hoa du học, vì thế văn hóa Trung Quốc quả thật đều được bảo tồn tại Nhật Bản. Tới Nhật Bản, thấy những phong tục tập quán, văn vật thuộc thời đại Xuân Thu của Trung Quốc. Chúng tôi rất khâm phục họ. Họ có thể bảo tồn. Thường là vượt thời gian, vượt không gian. Hiện thời tư tưởng Nho gia được truyền bá sang Mỹ, Âu Châu. Điều gì có thể sử dụng, điều gì được họ ưa thích, họ sẽ tiếp nhận rất dễ dàng. Đây là ý nghĩa của chữ thường, tức là vượt thời gian, vượt không gian. Thứ hai là pháp,
tức là nguyên lý, nguyên tắc, phép tắc. Phép tắc ấy bất biến, chiếu theo phương pháp ấy để làm, nhất định sẽ thông suốt. Đó là pháp. Do vậy, pháp có nghĩa là quỷ tắc. Thứ ba là kính, tức con đường nhỏ, đường gần, là đường của thánh hiền đi. Quý vị noi theo con đường ấy để đi, sẽ thành thánh, thành hiền. Thứ tư là điển, tức là đều được xưa lẫn nay đề cao, hết thảy mọi người bằng lòng tuân thủ, tôn trọng, tôn sùng. Lương dĩ kinh từ, tây vực chánh tiên di tuyến, tuyến hữu quán trì nghĩa, quán tắc quán xuyên sở thuyết chi lý, trì tắc nhiếp trì sở quả chi sân. Thử nhị túc cai xuất sanh ngũ nghĩa. Kỳ đó giải thích hai ý nghĩa quán và nhiếp. Hai ý nghĩa quán và nhiếp ấy có thể bao quát năm ý nghĩa được giảng trong Tạp Tâm Luận. Nói cách khác, hai ý nghĩa quán và nhiếp này có thể bao quát trọn vẹn rất nhiều cách cổ nhân giải thích ý nghĩa của chữ kinh. Ở đây rất rõ rệt là Đại sư chỉ dùng hai chữ này để bao gồm các ý nghĩa khác. Vì thế, hai chữ này được đặc biệt quan trọng. Nhi thử phương kinh điển, diệt danh viết kinh. Kinh điển của Trung Quốc cũng gọi là kinh. Chúng ta cũng tôn xưng trước thuật của cổ thánh tiên hiền là kinh. Nhưng trong kinh điển của Trung Hoa không có ý nghĩa tuyến. Còn Tu Đa La của nhà Phật có ý nghĩa tuyến. Tuyến là xuyên suốt. Kinh thị tuyến nghĩa. Khế kinh có nghĩa gốc là tuyến. Thử phương bất quý tuyến. Người Hoa đối với chữ tuyến chẳng quan trọng lắm, cho nên lược bỏ chữ khế trong khế kinh. Cố trực thủ kinh từ, nhi gia dị khế. Khi phiên dịch thì đối với chữ Tu Đa La mới dịch thành khế kinh. Cổ xưng tối di doạn đảng. Thời cổ dùng danh xưng khế kinh để dịch chữ Tu Đà La. Mọi người công nhận cách dịch ấy hết sức thích đáng. Hữu thường giả, cổ kim bất dịch. Pháp giả, cận diễn đồng tôn. Đây là giải thích hai ý nghĩa thường và pháp. Dùng hai chữ thường và pháp có thể bao quát bốn ý nghĩa của kinh điển Trung Quốc. Kính và điển có thể gộp trong hai chữ này. Thường là xưa nay chẳng đổi, đó là thường. Đó là thường đạo, luân thường. Luân là tổ chức luân lý. Do có ngũ luân nên quan hệ giữa con người với nhau vô cùng mật thiết. Ngũ luân bắt đầu từ vợ chồng. Vợ chồng sống chung một nhà, tối thiểu là chung một phòng, ngoài phòng là gia đình. Trong gia đình có cha con, anh em, bên ngoài nhà là xã hội, quốc gia và xã hội. Trong quốc gia có vua tôi, bàn hữu. Nói quân thần thì quân là người lãnh đạo, thần là người bị lãnh đạo. Chúng ta làm mọi chuyện trong xã hội thì cấp trên của quý vị là quân, quý vị là thần. Nếu quý vị là một ông chủ nhỏ thì quý vị là quân, nhân viên của quý vị là thần. Do vậy chữ quân không nhất định chỉ để dương. Trong xã hội có mối quan hệ giữa trưởng quan và bộ thuộc. Bình bối là quan hệ bạn bè. Tổ chức xã hội Trung Quốc là xã hội ngũ luân. Thời cổ Trung Quốc không có hai chữ đoàn kết, vì bản thân ngũ luân đã là đoàn kết. Tứ hải chi nội giai huynh đệ, bạn của bạn bè, hàng xóm của xóm giềng, mở rộng ra là một quốc gia. Quốc gia dân tộc đích xác là một chỉnh thể. Ngũ luân là tổ chức, duy trì ngũ luân bằng ngũ thường, đấy là thường đạo. Thường là một tiêu chuẩn làm người của người Hoa, tức tiêu chuẩn đạo đức. Nhân lễ nghĩa trí tín. Nhân từ là
Từ mình bèn nghĩ đến người, hễ nghĩ đến ta bèn cũng nghĩ tới người khác. Do vậy, chữ nhân là chữ hồi ý. Nhân là hai người, tức là khi quý vị nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ tới người khác. Suy từ mình mà nghĩ đến người khác, đó là nhân. Nghĩa là trọn hết nghĩa vụ, chẳng bàn tới quyền lợi. Chúng ta là địa vị gì, mang thân phận gì, nên làm chuyện gì, đều phải tận tâm tận lực thực hiện tốt đẹp, trọn hết nghĩa vụ. Lễ là có chừng mực, chẳng qua luôn, mà cũng chứ nên dễ dãi. Xã hội sẽ có trật tự, mọi người đều yên tâm. Lễ có thể yên tâm. Trí là lý trí, hoàn toàn tương đồng với chủ trương của Phật Pháp. Xử sự đãi người tiếp vật phải dùng lý trí. Tính là đáng tin cậy, đấy là đạo đức cơ bản. Nhân nghĩa lệ trị tính là ngũ thường, là thường đạo. Xưa nay trong ngoài nữa, diễn diện chẳng thể thay đổi. Ai nấy đều phải tuân thủ. Sách lễ ký ghi, nhân khí thường, tắc yêu hưng. Thường là gì? Chính là năm điều ấy. Tức nhân nghĩa lệ trị tính, chúng ta thấy đều từ bỏ, cũng không nói tới. Yêu ma quỷ quái trên thế giới này thấy đều xuất hiện. Vì sao? Vì yêu ma quỷ quái chẳng bàn tới nhân nghĩa lệ trị tính. Có người nhất định phải nói tới nhân nghĩa lệ trị tính. Nay chúng ta gọi năm điều này là nhân cách. Nhân cách là tư cách làm người. Tư cách làm người là gì? Chính là năm điều ấy. Nếu không có năm điều ấy, sẽ thiếu tư cách làm người. Thiếu tư cách làm người, hiện thời vẫn mang hình dáng con người. Nhưng quý vị một hơi thở ra, không hít vào được, sẽ đi vào tam ác đạo, chẳng thể được làm thân người nữa. Nếu quý vị muốn đời sau còn được làm thân người, quý vị hãy khéo giữ gìn nhân cách, nhân nghĩa lệ trị tình. Muốn sanh lên trời, phải tăng cường năm điều kiện ấy, phải tu thập thiện nghiệp đạo, mới có thể sanh thiên. Tư cách của thiên phải cao hơn con người. Pháp giả, cận diễn đồng tôn. Tôn là tôn trọng, mà cũng có thể hiểu là tuân thủ, đó là pháp, tức phép tắc, giống như pháp luật của quốc gia. Trên cả nước phải cùng nhau tuân thủ. Pháp do cổ thánh tiên hiền đã lập, đích xác, chẳng hạn chế trong một nước, một dân tộc mà có thể nói. Đối với các phép tắc do tổ tiên đã lập, hết thảy các quốc gia, dân tộc đều phải tuân thủ. Vì sao? Quý vị tuân thủ thì quốc gia của quý vị sẽ ổn định lâu dài, thiên hạ thái bình. Hiện thời chính phủ đang nói tới chuyện an hòa lợi lạc. Nếu thật sự muốn đạt tới an hòa lợi lạc, nhất định phải tuân thủ. Quý vị giữ đúng pháp của các bậc thánh hiền sẽ thành công. Phật pháp có phạm vi càng lớn hơn nữa. Đối tượng của nó là trọn hết hư không khắp pháp giới, chẳng hạn chế trong quả địa cầu này. Quý vị giữ vững những phép tắc ấy của Phật thì sẽ có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Lợi ích ấy các pháp thế gian trọn chẳng thể sánh được. Thường tắc cửu nhi hành chi. Thường là vượt thời gian. Thánh nhân lập pháp quả thật rất lỗi lạc. Trong quá khứ, tiên sinh Phương Đông Mỹ đã bảo tôi rất nhiều lần. Cụ nói suốt một đời cụ, đọc sách cụ bội phục Châu Lệ Nhất. Khi ấy cụ khuyên tôi xem, nhưng tôi chẳng xem. Hiến pháp đời Châu do Châu Công chế định. Tại Trung Quốc, triều đại nhà Châu có lịch sử dài nhất, 800 năm. Bất luận triều đại nào của Trung Quốc, chẳng có triều đại nào lâu dài như vậy. Đáng tiếc là con cháu đời sau của triều đình nhà Châu chẳng làm đúng với hiến pháp. Nếu làm đúng hiến pháp, thật sự là ngàn năm vạn đời chẳng thể dòng quốc. Phương tiên sinh bảo tôi, xưa nay trong ngoài nước, hiến pháp của mỗi quốc gia, dân tộc đều chẳng hoàn thiện bằng Châu Lễ. Quả thật là tuyệt diệu. Về sau tôi học Phật, chẳng học những chuyện ấy, cho nên cũng chẳng đọc Châu Lễ. Nhưng lời thầy nói với tôi đã tạo thành ấn tượng vô cùng sâu đậm. Cụ nói, tác phẩm ấy của Châu Công đúng là một bộ hiến pháp vô cùng hoàn mỹ. Đó là thường, có thể thật sự vượt thoát thời gian lẫn không gian.
hữu cộng diêu nghĩa, tức danh vì kính. Kính là con đường, là nơi mọi người cùng đi. Diêu là do, trong căn do. Đức Phật thành đạo, Bồ Tát thành đạo đều vì nhân duyên và nguyên nhân ấy. Chúng ta tu học, nếu dùng nguyên nhân này, đương nhiên cũng có thể thành tựu. Nếu hiểu kính có nghĩa là đường nẻo thì cũng hợp lý. Người ta đi theo con đường ấy có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Này chúng ta cũng đi theo con đường này, nhất định cũng có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Mang ý nghĩa này, chúng ta thuộc thời cận đại, thời cổ lại càng chẳng cần phải nói. Quý vị xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Giảng Sanh Truyện, nhìn vào những người giảng sanh trong thời cận đại, hãy nên giác ngộ. Do con đường niệm Phật thật sự có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng phải là giả. Những người đó dùng phương pháp này họ thành công. Nay chúng ta noi theo con đường này để đi, nhất định cũng có thể thành công. Quyết định đừng nên hoài nghi. Gần đây nhất, chúng tôi in 3 thư bản dịch của Kinh Di Đà. Chứ vậy hãy nên nghiên cứu kỹ càng, chắc chắn sẽ chẳng hoài nghi Kinh A Di Đà. Quý vị đọc bản dịch của Huyền Trang Đại Sư, đọc bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, ý nghĩa hết sức rõ ràng. Sẽ hiểu chúng ta phải biết cách đọc như thế nào, cách tu ra sao. Vì bản chúng ta thường niệm là bản dịch của Cưu Ma La Thập Đại Sư. Ngài dịch đơn giản, có khá nhiều ý nghĩa trong ý. Nhưng do văn tự giản lược, chúng ta nhìn không ra. Ví dụ như A-di-đà Phật thành Phật Vĩ Lai, ư kim thập kiếp. Kiếp có đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp, rốt cuộc là kiếp nào? Bản dịch của Huyền Trang Đại Sư nói rõ là 10 đại kiếp, chẳng phải tiểu kiếp. Bản của La Thập Đại Sư ghi nhất tâm bất loạn, chúng ta cảm thấy rất khó khăn. Bản của Huyền Trang Đại Sư không viết như vậy. Ngài bảo chúng ta hãy chuyên tâm hệ niệm, tức là quý vị chuyên tâm niệm Phật. Từ lúc làm chung Phật định tiếp dẫn, Phật lực gia trì, khiến quý vị đắc nhất tâm bất loạn. Điều này dễ dàng, ngay lập tức chúng ta an tâm, đúng là tuyệt diệu, chẳng thể diễn tả được. Bản dịch của La Thập Đại Sư văn phong rất lưu loát, chúng ta đọc bản dịch ấy rất thoải mái, giống như đọc quốc văn của Trung Quốc. Bản dịch của Huyền Trang Đại Sư đọc rất trúc trắc, vì Ngài chiếu theo văn bản Ấn Độ để dịch thẳng ra. Rất nhiều cách hành văn, cụ pháp chúng ta không quen thuộc lắm, đọc lên chẳng cảm thấy trôi chảy thông suốt, nhưng ý nghĩa vô cùng hoàn chỉnh. Ngài chiếu theo nguyên văn dịch từng câu một, chẳng sót một ý nghĩa nào. Xét theo ý nghĩa, Pháp Sư Huyền Trang dịch rất hay, nhưng xét theo văn tự trôi chảy thông suốt, bản dịch của Pháp Sư La Thập hay hơn. Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập 2 bản ý, vừa muốn văn chương tốt đẹp, vừa muốn ý nghĩa hoàn chỉnh. Lần này tôi mang bản ý từ Mỹ về, chúng tôi in lại để lưu thông, cúng dường mọi người. Mong mọi người tăng trưởng tín tâm, mọi người đều có thể giảng sanh trong một đời này. Nay ở trong hội này, tương lai tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta lại mở đại hội, thường ở cùng một chỗ. Việc nhị túc cai tử, dùng 2 chữ thường và pháp, có thể gồm trọn kính và điển. Tắc bị phương quán nhiếp, thử phương thường pháp, hợp nhi ngôn chi, tứ tự chi trung, tận kinh nghĩa hỷ. Từ xưa tới nay, các vị đại đức chú kinh giảng kinh, hệ giải thích chữ kinh này, thông thường đều dùng 4 chữ, quán nhiếp thường pháp để giải thích. Ở đây giảng khá tỉ mỉ, nêu ra nguồn gốc của 4 chữ này. Quán nhiếp là cách người Ấn Độ dùng để bao quát khá nhiều ý nghĩa của chữ kinh trong 2 chữ này. 4 ý nghĩa kinh điển của Trung Quốc cũng có thể khái quát bởi thường pháp. Vì thế dùng quán nhiếp thường pháp để bao gồm trọn hết. Hữu
kinh phục hữu thông biệt nhị nghĩa. Kinh chi nhất tự thị di thông danh, Phật thuyết A Di Đà ngũ tự thị di biệt danh. Biệt là chẳng giống với bộ kinh luận khác, đó là biệt. Thông là cùng chung với các bộ khác, đó là thông. Kinh là thông danh, hễ là kinh tạng đều gọi là kinh, như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, sau mỗi danh xưng đều có chữ kinh. Nhưng phần danh xưng riêng biệt như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, kinh khác chẳng dùng danh xưng ấy, chỉ có một bộ này. Phật thuyết A Di Đà cũng chỉ có bộ kinh này dùng danh xưng này, bộ khác không có, nên gọi là biệt đề. Nhưng kinh dùng danh hiệu A Di Đà để đặt tên thì trừ bộ này ra còn có kinh Vô Lượng Thọ, cổ nhân cũng dịch là A Di Đà kinh. Thành ra kinh A Di Đà có hai loại, bất đắc dĩ thêm chữ đại để phân biệt. Đại A Di Đà kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh này cùng bộ, nói rõ tỉ mỉ là kinh Vô Lượng Thọ, nói đơn giản tóm tắt, giới thiệu đơn giản là bộ kinh này. Hai bộ kinh này có nội dung hoàn toàn tương đồng, đều có thể gọi là A-di-đà kinh, mà cũng có thể gọi là Vô Lượng Thọ kinh. Như giáo hành lý thân biệt diệt nhĩ, kinh có giáo kinh, có hành kinh, có lý kinh. Trong giáo hành lý cũng có thông và biệt. Thông là chung với những bộ khác, thông với các pháp môn khác. Biệt là chẳng giống những pháp môn khác. Giáo là sự giáo học của Phật, hành là tu hành, lý là căn cứ lý luận của giáo học tu hành. Những kinh này cũng có thông và biệt. Thử tam tức phụi tam đức, duyên dung cầu túc. Tam đức là pháp thân, bát nhã và giải thoát, được gọi là tam đức bí tạng. Như thiên thai sở xưng, văn thủ đề danh, công đức vô lượng. Thủ đề danh chính là tên của bộ kinh. Nghe tên kinh có vô lượng vô biên công đức. Tông Thiên Thai nói như vậy. Chính vì Tông Thiên Thai nói như vậy, cho nên người Nhật chẳng niệm Phật, mà niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là niệm tựa đề kinh. Hễ nghe tựa đề kinh, công đức bàn vô lượng vô biên. Nhưng nếu chẳng hiểu ý nghĩa của tựa đề kinh, sẽ chẳng có công đức. Lấy đâu ra công đức? Chẳng sanh ra được. Do vậy, nhất định phải hiểu rành rẽ tựa đề kinh, thì tựa đề kinh sẽ có vô lượng công đức. Người Nhật niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là niệm uổng công. Cách niệm ấy chẳng phải là không có công đức, thật sự có công đức, nhưng họ niệm không có công đức. Ta niệm có công đức. Vì sao? Họ chẳng hiểu được ý nghĩa trong tựa đề. Họ niệm, tâm và miệng chẳng tương ứng. Tâm miệng hạnh tương ứng sẽ có vô lượng vô biên công đức. Do vậy, chẳng bằng niệm một câu A-di-đà Phật. Vì quý vị chẳng liễu giải A-di-đà Phật, nhưng thành tâm thành ý niệm sẽ có công đức. Niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh phải thông đạt ý nghĩa trong tựa đề mới có công đức. Trong quá khứ, tôi đã giảng đại ý Kinh Pháp Hoa chỗ này. Giảng quyền thật thập diệu. Chữ diệu có 20 ý nghĩa. Quyền diệu có 10 ý nghĩa, thật diệu có 10 ý nghĩa. Chúng tôi tốn rất nhiều thời gian giảng tựa đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà vẫn là nói đại lược. Nếu nói tỉ mỉ thì Thiên Thai Đại Sư cửu tuần đàm diệu, tức là mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ, giảng suốt 90 ngày mới giảng xong chữ diệu. Bộ sách Pháp Hoa Quyền Nghĩa Thích Thiêm in bìa cứng dày như thế, gồm 3 cuốn to. 3 cuốn sách to vốn để giảng điều gì? Chính là Thiên Thai Đại Sư thuở trước đã bỏ ra 90 ngày giảng chữ diệu thành 3 cuốn sách to như thế đó. Nếu chúng tôi chiếu theo 3 cuốn sách to ấy để giảng, giảng 3 năm vẫn chưa xong, đương nhiên là vô lượng công đức. Nhưng người Nhật chẳng hiểu, coi tựa đề kinh như thần chú để niệm, vô ích.
miệng quả tâm không, chẳng có tí hữu dụng nào. Nhược phối tam đại, tắc Phật thị thể đại, vô lượng thọ thị tướng đại, vô lượng quang thị dụng đại, như giáo trung thuyết. Đoạn này được giải thích tỉ mỉ trong lời sau. Nhưng ngày hôm nay đã hết thời gian rồi. Lần sau chúng tôi sẽ thảo luận cặn kẽ, phối hợp với tam đại ra sao, phối hợp với tam đức như thế nào. Vì nếu hiểu rõ ý nghĩa tựa đề kinh, sau này quý vị niệm một câu A-di-đà Phật, công đức sẽ vô lượng. So với quý vị niệm A-di-đà Phật trước đây, ý nghĩa khác nhau. Nếu quý vị hiểu ý nghĩa của Nam-mô A-di-đà Phật, quý vị sẽ niệm chẳng mệt mỏi, sẽ niệm đầy hứng thú, sẽ niệm phấn chấn tinh thần. Tinh thần chẳng khá, niệm mấy câu Phật hiệu, tinh thần bèn phấn chấn. Thật sự có đại tác dụng như thế. Chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.